Em ơi sao cứ cách xa, ngồi gần anh tí anh ca một bài. Rằng thì là rằng anh yêu em. Ô ô ô, yêu em nhất trên đời. Ô ô ô, chỉ một mình anh em. Ơi, em ngại lắm. Ngồi xuống đây. Nếu mà em thấy ngại ngùng, về phòng anh nhé, mình cùng. Eo ơi, thật sự luôn ấy. Anh Tuấn, anh gọi em ra đây chỉ để nói mấy chuyện không đâu này thôi à? Ê, em ơi chớ vội đòi về, ngồi đây một tí, anh thà vui ngay. Anh không cho em về, tí nữa về muộn, anh Quang mắng cả anh lẫn em cho mà xem. Trời, sợ gì anh Quang? Sở dĩ anh rủ em ra đây là bởi vì anh có một loại mỹ phẩm rất xịn, rất đặc biệt. Đấy, chỉ cần em dùng một cái thôi nhá, má em ửng hồng, tim em hạnh phúc. Thật á anh? Nay anh có tiền mua mỹ phẩm tặng em á? Không những thế, loại mỹ phẩm này ấy còn được dày công sản xuất trong vòng 20 mấy năm cơ. Là loại đặc biệt duy nhất và chỉ dành riêng cho em thôi. Điều, anh làm gì có tiền mà mua thứ xịn như thế? Thế mà lại có đấy. Em mà không tin nhá, bây giờ em nhắm mắt vào, anh sẽ bôi cho em. Nếu mà má em không hồng lên ấy, anh sủa gâu gâu cho em xem luôn. Nhanh, không là anh bôi cho người khác bây giờ, lúc ấy ngồi mà tiếc nhá. Thôi được rồi, uy tín nhá. Đâu, anh bôi cho em đi. Thơm một phát, kiểu gì chẳng ngại, xong rồi má đỏ ửng hồng lên. Ôi dồi, đôi môi này đã 20 mấy năm rồi. Mùi gì không khắm đấy nhỉ? Dép tao dám mày mứt không khắm thì sao? Mày có thử miếng không? Còn cái con này, tao nói mày bao nhiêu lần rồi, cứ la cà là thế nào hả mày? Tại anh Tuấn rủ em ấy chứ, em có muốn đi đâu, em miễn cưỡng mà. Thì ra là cái thằng ba que này, mày lại dụ dỗ em gái tao rồi. Mày khoan, trình bày đấy. Em đố anh bắt được em đấy. Em về đây. Thằng ba que, tao đố mày chạy được đấy. Anh đợi em về. Ai thằng ba que kia, đứng lại. Mày chết với tao rồi. Bỏ đi, không ăn nữa. Canh ơi, đúng là chị Nhung đấy mà. Sao chị Nhung ác thế nhở? Trời đánh còn tránh miếng ăn. Trông thằng kia rất là tội. Thế mà chị Nhung nỡ lòng nào. Trước các cụ hay bảo là đàn bà ấy đẻ xong thì thường thay tính đổi nết. Em không tin đâu. Thế nhưng mà sau khi chứng kiến con Nhung, em tin rồi. Mày nói tao mới nhớ, hôm trước ở quán cà phê ấy. Dạ, chào chị. Nhân dịp sự kiện đặc biệt này, bên em hôm nay có trà đào uống vào thì kêu gào, trà sữa uống vào thì no bữa, cà phê uống vào thì bị bê đê, trà quất uống vào thành con tuốt, trà nhài uống vào thì nằm quan tài. Mời chị order. Thế cho em nằm quan tài phát đi. À vâng, chị order trà nhài. Đợi em một tí. Chết rồi các anh ơi, không lẽ chị Nhung là xã hội đen thật à? Vừa hôm trước em nhìn thấy chị Nhung đánh cả một đám đàn em luôn. Thế à? Vâng. Hôm trước em đi chợ nhá. Dạo này mình chỉ nấu rau cho anh Quang ăn thôi. Người gì đâu mà lười ăn rau. Em chỉ nấu rau thôi, anh mà không ăn á, cho anh nhịn. Cái thằng này. Thế ra bởi vậy em chắc chắn chị Nhung là xã hội đen luôn.
và cái đám đàn em kia chính xác là đàn em của chị đấy rồi. Vì sai phạm nên là mới bị chị ấy dạy dỗ đấy. Hành động bất lương, cục xúc, không có tình thương với mọi người, thu tiền bảo kê, dạy dỗ đàn em một cách dã man. Đúng, chính xác, nó là xã hội đen rồi. Ôi dồi ôi, sao bây giờ mình mới phát hiện ra nhở? Bình thường ấy, nó sang xóm trọ, mình cứ nhơn ra trêu nó. Ôi dồi ôi, may mà hôm nay phát hiện sớm, chứ không ấy, trêu nó quá, nó rồ ga lên, nó thủ tiêu anh em mình thì có phải khổ không? Thế bây giờ phải làm sao hả các anh nhở? Chỉ ngoan vào chứ sao, tránh vo chả xấu mặt nào đâu. Ôi, nó về rồi, đi, đi về, nhanh lên. Đi thầm ba quen rồi, đi về. Không sang thu tiền phòng ạ, thì không ai chịu chủ động đóng. Mất công sang thu rồi, thế lý do này lý do kia. Anh Hoàn thì bị gãy chân, anh Nhân thì bị tụt cân ốm nhiều, chị Liễu thì trúng mùa yêu, anh Hiếu thì lại bảo là vừa tiêu hết tiền. 1001 lý do. Chắc là mình phải cho mọi người ở miễn phí, mọi người mới vừa lòng. Rồi. Nhung à, anh đóng tiền nhà nhé. Tiền này để trả phòng anh, còn màu xanh là trả điện anh vừa dùng, còn đây là tiền nước dùng chung, cùng với tiền đóng rác anh đóng luôn. Nợ anh trả luôn khỏi bùng, đúng 3,5 triệu mày dùng thì anh gửi mày thêm. Tiền này em nhặt ở ngoài thềm, bữa sang nhà chị làm thêm hôm rồi, em định cầm hộ chị thôi, hôm nay gặp chị trả rồi nhẹ thân ạ. Mọi người làm sao ấy? Tuyến ơi, Tuyến ơi. Tuyến nó đi học rồi, nó đã về đâu? À thế à? Thế mà em còn tưởng là nó ở đây, rồi nó cho mọi người uống cái linh đan gì nữa. Này tự nhiên rất lạ nha, chủ động trả tiền điện, tiền phòng, tiền nước, còn trả nợ nữa. Bọn anh ngoan ngoan mà. Đúng rồi đấy, từ nay bọn anh hứa không bao giờ làm mày giận nữa đâu. À, hay là mọi người gây ra lỗi gì rồi? Xón mối ra quần rồi, quần đồng á. Chị Nhung ơi, bọn em không làm gì sai đâu ạ. Chỉ là bọn em bảo nhau là từ giờ không được làm chị tức giận nữa thôi. Quang đừng khóc đi nhé. Thế thu tiền xong rồi thì đi về đi chứ, về đi. Mày làm cái gì thế? Bọn anh có làm gì mày đâu. Em phải đi chặt cái cây sau nhà. Cắt đôi nỗi sầu, anh buông tay cắt đôi nỗi sầu, anh cắt luôn cả tay mình, ôi anh đau anh giật hết mình. Nó đau dã man, ôi tay anh nó đau dã man. Ừ, qua quán chị đi chị bảo. Không phải ngại đâu, cứ qua đi quán của chị mà. Ừ, cứ sang đi không phải ngại, bảo rồi. Ây. Ờ, thế nhá, sang đi. Anh làm sao đấy? Đâu, anh không sao. Anh hơi mỏi mỏi tí thôi. Hay anh làm cái trò gì đấy? Tuấn ơi, hay là tao với mày xin nghỉ việc đi. Nó cầm đầu băng đảng xã hội đen, đòi nợ thuê, đánh nhau loạn hết cả lên. Nhỡ mấy hôm nữa các chú công an bế nó đi, mình liên lụy đấy. Nhưng mà dù gì nó cũng là em họ em, phải ngăn cản nó chứ. Không thể mạnh ai người ấy lo như thế được. Mày nhắm thử xem có can được nó không, hay là vừa mở mồm ra thì nắp quan tài cũng mở theo. Cái thằng cu này, chị bảo mày không nghe à? Đứng im đấy. Nào, chị bảo mày không nghe à?
Ôi giời ơi, cái thằng danh con này, mày đến đây làm gì hả? Con Nhung nhá, nó mà thấy mày nó cắt lưỡi mày chết. Này anh thấy nó cáu lắm. Ờ, nhưng mà nãy chị Nhung gọi em đến đây mà. Mày dốt nó vừa thôi. Cái Nhung gọi mày đến đây để nộp tiền bảo kê, thế mày phải trốn đi chứ. Ai lại chui đầu vào dọ thế? Thằng cô Giang đến à? Ôi trời, chết rồi. Giấu thằng này ở đâu bây giờ? Trời, trời. Mọi người, em thấy giọng thằng Giang đâu đây đúng không? Làm gì có đâu. Ai rồi? Chị Nhung. Chị Nhung ơi, chị tha cho nó đi. Nó bé tí như thế, không được đi học đã khổ lắm rồi. Bây giờ đi đánh giày kiếm được mấy đồng, chị lại còn nỡ lòng làm thu tiền bảo kê của nó. Đúng rồi đấy, bọn anh cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi. Người ta bảo là trời đánh còn tránh miếng ăn, sao mày nỡ hất bát cơm của nó đi. Với mày chỉ là bát cơm thôi, nhưng mà với nó là cả sự sống đấy. Khoan, có gì sai sai ở đây này? Chị Nhung tốt với em lắm mọi người ạ. Khoan, có gì sai sai ở đây này? Này Nhung, thế này là như nào? Hôm trước tao nhìn thấy mày hất cơm của nó, lại có hôm tao thấy mày cầm tiền của nó đi vào quán mà. Thì là... Cơm của em. Cái thằng bỏ đi, không ăn nữa. Chị ạ, nhưng mà em đói. Nhưng mà cơm thiêu hết rồi, người ta bỏ đi, chuột bọ nó bọ vào đấy rồi, ăn thế nào được, ăn để ốm à? Thế hôm nay không có khách à? Mà kể cả không có khách thì mọi hôm ở quán cà phê, cái số tiền lẻ mà chị đổi cho em, xong chị còn cho em thêm tiền, cộng vào gần 1 triệu, sao không lấy ra mà mua cơm? Em bị bọn lớn hơn nó cướp hết rồi, với cả chúng nó còn đánh em nữa. Đây này. Thôi được rồi, đi về quán cà phê với chị. Chị kiếm gì cho ăn? Đi. Dạ. Thế là thằng bé này nó khổ quá, em thấy thì em giúp thôi, có cái gì đâu. Được rồi, thế nhưng mà còn chuyện ở chợ thì sao hả? Đúng anh, nói đi em. Em với chị nhá, đang đứng trừng phạt đàn em toàn tê mặm chợ thôi mà vẫn phải đứng im nhìn đồng bọn mình bị hành hạ ở chợ á. Thì là thế, kể ra mình cũng hợp là người tốt phết nhở. Cái hôm trước cái lão Hợi đầu đường nhở, bị cái bao gạo rơi vào chân, thế là tao ra tao bê hộ cho. Ông cho tao hẳn 5 lít luôn. Ấy à? Thế anh em mình có nên hoàn lương không nhỉ? Được đấy. Thế sao hôm trước con Quỳnh búp bê ở đường Trần Duy Hưng, nó kêu với mày nó bị đau lưng, sao mày không vào giúp nó? Ừ, giúp nó là nó cảm ơn tao à? Xong rồi tao còn đau lưng hơn cả nó. Ngu gì? Sao đây? Này, tù nghề vật hay sao ấy, ai bảo đòi hoàn lương? Cái thằng này, mày hóc tím hết mặt rồi, mày đi chị sơ cứu cho. Chị ra. Thế à? Chả thế thì sao? Thế mà tao cứ tưởng mày là xã hội đen nhỉ, làm tao hốt cả hàn. Này, thế thì cho vay 2 triệu đóng tiền học lại coi. Kể ra cái Nhung mà là xã hội đen cũng tốt, bọn mình làm đệ tử của nó luôn, xong lúc nó vui vui nó vứt cho cục tiền chả sướng à? Đúng là suy nghĩ của kẻ phản diện, anh không nghĩ được cái gì tốt đẹp hơn à? Chị Nhung đến kìa mọi người. Mọi người đi với em có chuyện gấp, nhanh lên. Chị
livestream mới được. Đâu? Chủ quán đâu? Chủ quán đâu? Mọi người nhá, hôm nay bọn này đến đây để thông báo cho mọi người biết quán này nợ tiền dài không trả, hôm nay bọn này xanh chín luôn. Lành làm gáo, vỡ làm môi nhá. Cái loại người đâu mà chỉ biết vay mà không biết trả, chỉ biết nuốt mà không biết nhả xương. Cái loại ẩm ương mất uy tín, cái loại vùng kín bị hăm, cái loại lấy tăm rửa mặt nhá. Mà nhá, mọi người đừng nghĩ quán này có đồ uống ngon bổ rẻ mà bị lừa nhá. Lỡ ngỡ là bị vay tiền ngay. Đấy, như chị gái em kìa, cho vay xong bây giờ bị bùng luôn rồi. Ở đây nhá, có cái món trà đào cam xả ấy, ngon nhất quán. Thế nhưng mà nhá, chủ quán chuyên lấy cái món này ra để dụ dỗ, lấy lòng tin mọi người ấy, mua một, tặng một ấy. Thế nhưng mà mọi người đừng có ham chiêu trò để vay tiền rồi quỵt tiền đấy. À đây, đây rồi. Đây. Món gì đây hả? Món gì đây? Trà đào cam xả. À hay. Ngon đấy. Bắt mắt đấy. Thế nhưng mà mọi người đừng nhá. Đừng. Chú quan đâu? Trả tiền đi. Mày cầm đấy anh chủ. Quay sang đây. Mang tiếng là quán làm ăn lâu năm, mở hàng trăm cơ sở, ấy thế mà lại quỵt tiền. Đưa à? Ôi, ngon nhỉ? Này nhá, trả tiền đi. Này mọi người, mọi người đang làm cái gì đấy? Hình như có cái gì đấy sai sai. Tao chưa thấy ai đi đòi nợ mà mang theo hoa cả. Chắc mang hoa đi để cúng con nợ đây mà. Ôi giời ơi, này khai trương quán của bạn em, sao mọi người đến đây đứng chửi ầm ĩ là nào? Thế mày để gậy trong xe làm cái gì? Mấy cái này là gậy đồ chơi mà. Bên trong có phải ống tuyếp đâu, chỉ là ống nhựa thôi. Mấy đứa cháu của em nó chơi nó nghịch, thế là em mới giấu ở trên xe, em quên không cầm xuống. Thế rốt cuộc là mọi người đang làm cái gì đấy? Đang chửi căng thì tắt mất mic. Chết rồi, mọi người like quán em này thì chết rồi. Thôi Linh ơi, cho ta xin lỗi nhá. Quán mày bị mọi người bôi nhọ như vậy thì cũng là lỗi của tao. Hay thôi, mày bỏ cái cửa hàng này đi, xong rồi tao đền cho mày chỗ cà phê khác nhá. Đúng là cái bọn nhiều tiền, nói chuyện tiền tỷ mà nó cứ làm như là trẻ con chơi đồ hàng không bằng. Không phải, mọi người đang like đòi nợ, người ta vào hóng phốt đông, thì tự nhiên lại có người cầm cốc nước lên uống, thế là thành review luôn. Mấy nghìn người xem bốc phốt, bây giờ lại thành xem giới thiệu sản phẩm luôn. Đơn nổ mầm, tao không có đủ nguyên liệu làm đây này. Ơ chị ơi, có khách đặt 200 cốc cho công ty. Thôi chết rồi. Quả này bạn mày mà không trả tiền quảng cáo cho bọn tao là nghe có vẻ hơi căng ấy nhờ. Em miễn cưỡng nhận làm người mẫu độc quyền, lấy một nửa giá cho chị Nhung ạ. Lúc nãy ấy, mày lườm ai ấy nhỉ? Mày lườm ai? Thôi, để em đi mua cho bạn em đôi dép. Làm gì? Thì mọi người quảng cáo cho nó. Bây giờ nó đông khách quá, em sợ nó chạy khách đứt dép. Ai. Đừng có mà đánh trống lảng nhá. Thôi được rồi, em sẽ đưa mọi người đi ăn và cho mỗi người một vé uống nước miễn phí ở quán này một năm được chưa? Mày có cái tuổi gì ở quán này mà đòi cho? Thế 60% cổ phần thì đã đủ tuổi chưa? 60 à? Đủ rồi. Gọi nước đi vào. Cà phê đi.